anh em, chào mừng quay trở lại Nguyên Công PC. Chắc vừa rồi anh em cũng đã xem cái gọi là cái highlight hay cái intro nhỉ? Cái intro highlight đi. Thì cơ bản ấy thì chúng ta lại sắp đến Noel rồi. Và anh em nhớ không? Nếu mà anh em nhìn quanh quanh đâu, khả năng còn có cái link của ngày xưa mà mình đã từng làm một bộ PC về Christmas, về Noel trong chắc là tầm năm ngoái luôn. Thì cơ bản thì năm nay chúng ta sẽ update lên vẫn là một bộ PC về Christmas để thử xem là năm nay có gì hot không nhỉ. Và chúng ta bắt đầu luôn chứ gì nữa, bởi vì intro rồi và highlight rồi, thế nên bắt đầu đi vào trong cấu hình của em nó luôn nhá. Thì với bộ PC mà chúng ta sẽ sử dụng để Noel và Christmas thì cái đầu tiên chúng ta cần để ý đến đó chính là vẻ ngoài cái visual nó, đúng không anh em? Thì cơ bản về Christmas chúng ta sẽ có gì? Tông xanh lá này, tông đỏ này, tông trắng này. Thì ở đây mình có 2 trên 3 cái màu đấy, đó chính là màu trắng và màu đỏ. Thứ nhất là cái vỏ cây. Thì đây là em, thực ra mình không nhớ tên đâu, nhưng cơ bản đây là vỏ Sigmatic Zaku. Thì với em này chúng ta sẽ có một cái màu đỏ. Cái này anh em nhìn, không biết là nhìn trên video sau khi tun màu xong nó như nào, nhưng mà mình nhìn đây ấy, thì nó là màu đỏ tươi. Nó đỏ tươi luôn và nhìn rất là tông xoẹt tông với không khí Christmas luôn anh em ạ. Đấy, thì đấy là cái vỏ cây nha. Ngoài ra thì cái vỏ cây anh em có gì? Chúng ta có một cái thiết kế khá là đặc biệt. Mình có thể gọi là đặc biệt bởi vì không có nhiều cây làm theo kiểu hình chữ nhật này lắm. Đợt trước mình đã từng có một làm một em hình như là Asus Prime cây gì đó. Nó cũng cái kiểu như này nhưng mà nó là văn phòng. Còn đây chúng ta sẽ đặc biệt là gaming luôn. Đấy, còn về nhiều tản mới cả làm mọi thứ anh em nhìn ở nội thất bên trong nhá. Tản màu trắng, con này là ST240 Snow này. Đấy, chúng ta sẽ có một em 30 báo sông Ultra White cũng màu xanh, à cũng màu trắng. Và đặc biệt là nó còn có kiểu dạng mấy cái đường sọc sọc vàng vàng ấy. Thì lúc đầu thì mình nghĩ là không biết là liệu nó có vào được không, nhưng mà đến lúc vào rồi thì mình thấy cái màu vàng cũng có thể được gọi là một màu của Christmas. Mà anh em nhìn như kiểu là ánh sao rơi, à sao này, chúng ta nhìn những quả bóng vàng này, đấy được đúng không? Nhét vào luôn. Fan ở đây thì mình cũng trang bị thêm cho anh em là cái fan của ID Cooling, nó cũng là phiên bản Snow, nó có màu trắng luôn, bà phàm đấy, rất là ok đúng không? RAM thì ở đây thì mình nghĩ là sẽ là cái sự lựa chọn anh em thôi. Ở đây thì mình đang để em mấy em T4 Dark Z, thì mấy em này sẽ không có LED nhưng mà sẽ có một cái màu đỏ rất là đặc trưng, và cái màu đỏ này vẫn có thể fit vào được với cả cái nội dung, với cả cái content, đây là concept về Christmas đó. Còn về main thì ở đây tiếc quá là hôm trước mình, cái lúc mà mình xây cái cấu hình này lên, build cái máy này lên thì main trắng nó chưa về. Chứ nếu mà bây giờ anh em mua tại Nguyễn Công PC là chúng ta có luôn cả Steel Legion B660 ấy, là có thể có màu trắng luôn cho main rồi, và như vậy nó sẽ rất là đẹp luôn. Còn ở trên cây rất là tiếc cái lúc mình build nó chưa có, anh em thông cảm nhá, dùng tạm main màu đen. Đấy, còn để cho gánh được cái bộ PC, à không phải gánh mà là linh hồn của cái bộ PC Christmas này, thì chúng ta đang có đây là 13.600K. Thì với 13.600K anh em biết rồi, mình đã có một bài so sánh chi tiết từ 13.600K như nào, 12.600K như nào, và nhiều bài render trên mạng anh em đều thấy rồi. Sức mạnh của 13.600K là không thể bàn cãi, và nó mạnh hơn con 13.600K, thậm chí là 12.700K rất là nhiều. Thì anh em cũng có thể tưởng tượng được là nếu bây giờ trong thời điểm hiện tại anh em mua PC sử dụng 13.600K thì anh em chơi phè phỡ những cái bộ game như kiểu là Valorant này, CSGO hay là Liên Minh Huyền Thoại, max FPS một cách rất là ngon lành, thậm chí là chơi cả trên những cái màn hình đâu đó khoảng 360Hz vẫn có thể chơi ngon. Đấy, còn với RAM nhá, vừa nãy mình đã nói là một cặp RAM đúng không, mình quên chưa nói dung lượng, đó chính là 32GB RAM. Thì tại sao mình lại để 32GB RAM? Bởi vì trong thời điểm hiện tại rồi, 16GB RAM nó chỉ là đủ thôi, nhưng mà với 32GB RAM anh em hoàn toàn thoải mái ở gần như tất cả các nhu cầu, từ chơi game, edit, design. Nếu mà anh em design ở trên kiểu After Effects tạo ra các cái hiệu ứng ấy thì 32 vẫn chưa là đủ đâu, bởi vì là với Adobe ấy, thì gần như RAM nó không bao giờ đủ cả. Nhưng mà với 32GB anh em làm được rất nhiều công việc khác nhau. Thì như vậy mình đã trang bị lên đây cho anh em hai thanh 16 để làm gì? Để về sau nếu anh em có muốn nâng cấp cái bộ PC của mình lên 64 hoặc lên 48 tùy anh em, thì chúng ta vẫn sẽ có thêm hai khe RAM nữa để anh em có thể trang bị thêm. Cơ bản là như vậy. Còn nếu mà anh em không thích ấy, anh em có thể sử dụng cái RAM là con D41 màu đỏ ấy, thì nó vừa có là màu đỏ này, nó lại vừa có LED RGB. Chuyển vào thôi, cái này thì tùy anh em nhá, mình trang bị vào đây để lên video. Còn nếu mà anh em thích, anh em chỉ ới kinh doanh thì mình đổi được ngay sang cấu hình khác nhá. Đấy, còn về SSD thì ở đây có vẻ là không nhìn rõ đâu, nhưng mà mình cũng đang trang bị một con SSD có rắc màu đỏ luôn anh em ạ. Là em S11 Pro. Em này thì cũng rất là ngon, 256GB, giá cũng rất là phải chăng. Nhưng mà quan trọng là màu đỏ để cho anh em có thể là tông sẽ tông với cả cái bộ PC này đúng không?
Còn như kiểu là 3060 Ultra Wide thì cũng lên nhiều video rồi, nhưng mà nó có màu trắng, nó có LED RGB ở đây, cái chữ eGame sập sinh này. Và hiệu năng của nó thì không thể bàn cãi được, nếu mà để anh em làm việc với 12GB RAM nhân 3060 của GPU ấy, thì tuy là nó không chưa được bằng 3060T nhưng nó hoàn toàn đáp ứng đủ hầu hết tất cả nhu cầu thời điểm hiện tại. Và tổng bộ PC này sau khi mình build xong nó chỉ đâu đó giá khoảng là 30 triệu thôi. Thì với 30 triệu anh em vừa có một bộ PC màu đỏ lự, màu đỏ trắng kết hợp các thứ đầy đủ với nhau. À đây, tí thì quên, mình còn có cho anh em là dây nguồn và dây VGA các thứ cũng đỏ trắng luôn, để cho tạo ra bộ PC này nó kiểu tông sẽ tông gần như chỉ có đỏ trắng thôi, có một tí đen thôi. Chấp nhận nhé, có mỗi tí đen thôi. Đấy, thì với 30 triệu chúng ta vừa có một bộ PC rất là mạnh, sử dụng 13.6K, 32GB RAM, 3060. Và còn là Christmas nữa, thì anh em thấy sao với một bộ PC như thế này? Và hy vọng là nếu mà anh em thích bộ PC này thì đến Build PC nhớ bảo là tôi xem video ở trên kênh ông đấy. Thì kiểu gì anh em bọn mình sẽ rất là thích đấy. Còn bây giờ thì thôi, nói nhiều thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử test game nhá, để cho anh em thấy thực tế cái bộ PC Christmas này nó mạnh như thế nào, để sắm để chơi Noel hoặc là hết tiền rồi thì chơi Tết luôn nha.